bữa là xe lây lôi cái xe không mọi người, nó bánh vẫn cứ quái quái tịt đấy. Hả? Đấy, ô tô mà giờ người đi đẩy đây. Ui ui ui. Đấy. Cái gì mưa thì rất là vất vả. Trời ơi, mưa về trời đấy. Dạ, thở ngon này, không cần thược luôn. Ai nói anh Phương, mọi người đi làm cũng nhiều khi là đồ đoàn nhiều cũng là quên đấy, làm không nhiều nhiều diễn nhiều công trình. Hôm nay quên không mang. Là làm đóng kế là quên đóng kế gì? Ồ, quên hồi sáng đi quên. À, nói chung là cũng do thời tiết mưa đấy, hôm nay anh Phương mới xuống là gắn cái bê này mọi người, gắn cái bê sắt này, này rồi là lạng. Đi quá chuẩn không? Ừ. Quá chuẩn luôn. Lạng cái nền này luôn thì hôm sau phải chơi cái nền cứng thì mới bỏ lắp được ống rồi là lắp cân bơm vào được. Do thời tiết mưa nhiều quá không làm được đấy. Sáng nay cũng mưa mà anh Phương mình cố gắng đi xuống làm cho sóng cho kịp để người dân là đón Noel đấy. Thờ chỉ thờ khoan diễn thôi, còn thờ đi là phù không? Tay trái đúng không? Không phải nói đấy, mưa hân nhạo quá. Ừ. Mưa cũng vừa mưa xong. Thờ đi là thờ ấy thôi. Giờ phải chơi mấy hôm nữa cái này cực ngay mà lắp được cái cân bơm đúng không anh? Đúng rồi. Phải mưa gió nó phải 5-6 ngày. Ừ. Phải chưa? Phẳng chưa? Em nhìn là long lanh như biển cả chưa? À. À? 10 cũng được thì 9 cũng được, cái 8.5 cũng được. Này nói 10 là đẹp quá đấy. Không phải là thử đấy nhưng mà cũng được đấy nhỉ. Ừ. Cũng là 8 điểm, 8.5. Thôi 5 điểm thôi, 5 điểm đâu kia rồi. Đấy, ok mọi người. Đấy thì hôm nay là cũng là khỏi ôm cũng là vừa rồi. Thì xe mình cũng đang là bị hỏng sửa chữa xong thì hôm nay là cũng mượn xe anh Đông đi vào đây một tí vào bản mọi người. Thì mọi người cũng biết rồi đấy, năm ngoái đấy, năm ngoái là năm 2023 là cũng có khoan một cái giếng ở bản này cho người dân đấy. Thì cũng đã khoan đấy, cũng là gió trời thời tiết mưa gió rồi là Noel rồi Tết nhất nữa thì đến năm nay thì là mới khoan được xong cái giếng này. Đấy, khoan một cái giếng là 2 năm mới xong mọi người. Đấy, tính năm là 2 năm đấy mà tính ngày thì chỉ là có mấy ngày thôi. Đấy, trong vòng có trong vòng 1 tháng gì đấy. Thì cũng bình thường khoán thì khoảng tầm 10 ngày đến 2 tuần là xong, nhưng mà cũng gió mưa gió đấy, xe cỏ đi lại rồi là rất là nhiều thứ, rồi thời tiết lúc làm mưa cũng là rất là phức tạp, nên là đến năm nay mới xong được. Nói vui thì là 2 năm mà nói tính ngày thì là chỉ 2-7 ngày tháng gì đấy, năm có 2 năm, khoán cái diện cũng 2 năm. Thì bây giờ mình cũng vào đây rồi, anh Phương thì làm xong về rồi mình vào, mà bây giờ là người dân cũng không biết mình vào đấy. Đấy, nên là mình cũng đi vào đây là chưa thấy ai ở đây cả. Bây giờ sẽ là gọi mọi người là không biết là có ai đến chưa, ở đâu đấy, diễn ở đây rồi tí là chờ mọi người với những người dân và cũng như là các bác trưởng thôn đến sau sắp bắt đầu sẽ bơm luôn mọi người, và cũng như cái nền đấy cũng đã lắng này rất sạch rồi. Bây giờ gọi kiểu gì nhỉ? Đấy, ao ra sao mà cùng à thế à xin nào. Ôi! Đấy, nghe giọng thôi. Bên này có các em đang đi chơi bên này. Đấy, xung quanh toàn là... Đấy, gọi. Đấy. Bên này không có ai. Đấy, đến là bắt đầu là đội tháo đến để lấy nước. Cũng chờ mình đấy, vì sáng nay là anh Phương vừa về mọi người. Anh Phương vừa làm lọc cái này sóng sáng nay. Cái này thì nên lãng lâu rồi, đấy. Chà, chỉ có chờ mình đến là để khai trương cái giếng mới mọi người. Em chú cô lô. Đấy, chà. Đấy, những người ở gần đây là ngay đây nhà đây mọi người. Về kì.
đấy. Yeah, spera mai về luôn về, nhá. Vamos, phải về mai về là. Ừ. Chà, đấy, giờ mới đến cả đây. Này, bên này trẻ em cũng đi bên này. Thường bên này đến thấy cửa thầy xé mình vào mọi người. Thầy xé vào đây biểu kiểu gì, chú cũng mang ít bánh kẹo vào cho các cháu. Đấy. Mai về được đâu nhỉ? Nó outro. Outro ta ta qua đây sẽ cái này đi. À phơi. Ok. À bác trưởng thôn cũng có công việc gì đấy, đi vắng rồi. Đấy, sáng nay là ở đây cùng anh Phương nhưng mà bây giờ là đi vắng rồi. Đấy. Đấy, sao mọi người đến ý thế này? Sao mà mai bê sổ? Đang ít quá để mọi người đến khai lấy giếng, khai trương cái giếng là lấy được những chậu nước sạch đầu tiên của mọi người. Đấy, bên này cũng đến đấy, đấy mấy ba bên này cũng đang đi đến đấy, đấy cũng mang thau chậu đến đấy rồi. Lá nâu thấy mai vậy nghiêng cành vai đi hả? À, lá nâu thấy mai đi kênh. Đấy, thôi đây, bây giờ là chờ mọi người để một tí đóng đủ rồi là khai trương cái giếng thì cũng sẽ có một cái lễ nhỏ nhỏ để làm cái lễ khai trương, thì tí nữa sẽ là bơm nước xong. Đấy, nước sạch lên bắt đầu lúc đấy mới là làm bữa tiệc nhỏ nhỏ mọi người. Hà Thọ có kể mọi người đấy là bác trưởng thôn đi vắng thì có bác phó thôn mọi người. Đấy, bác phó thôn ở đây. Dạ. Với tôi mai về lưu phôi bay luôn đúng đấy. Đấy, thôi bảo bác phó thôn đây được. Bây giờ là để mà khai trương cái giếng cho người dân lại được sạch về. Đấy. Ở đấy, anh Thành làm về đây. Anh Thành ơi. Đấy, đi từ bên kia đi qua mọi người. Làm từ bên kia đấy. Đi xe máy về em dọa bên kia. Đấy. Đấy. Giờ này. Giờ mới làm sáng sáng đấy chứ cũng để mở giếng luôn cho mọi người lấy được sạch cũng như là khai trương cái giếng luôn. Ai ơi. Ya, bao nhiêu là fica fila, vai assim. Vamos começar. Tira água já. Ya, mana dah banyak lah. Ya. Ya, outro fica assim, ya. Homem, vem. Đấy, bác trưởng thôn đi vắng đi, bây giờ có bác phó thôn thôi. Đấy. Thấy nhau. Đấy, cũng như là, nói chung là giờ này mọi người cũng là đi làm mọi người. Đi làm cho về đấy. Đi làm ở làm nướng ấy, bình thường trời mưa thì phải về sớm con trời nắng thế này cứ tránh thủ làm đấy, làm bù những hôm mà trời mưa không đi làm được nên là cũng người về sớm người về muộn nên là cũng hôm nay là mọi người cũng đến đó là ít, chắc là tí nữa về sẽ là cứ đến từ từ bắt đầu rồi đến đông mới về liền không pega kì nhá. Ôi mày à xin vai mani về là nhá, mani về là xí bao mà bao mà. Đấy, được rất trong em mọi người. Hey. Chà, trong phát luôn. Hey. Hey. Được trong phát luôn. Canta, canta. Chà, hey. Manivela sì. Hey. Hey, chỉ làm nhẹ nhàng thế này là có được thôi. Hey. À sì, phải được bao gas sì. Tá vê? Yeah, outro. Vai buscar banheira dele. Devagar. Banheira quem? Vai buscar. Quem? Outro vem aqui. Tudo uma mulher vem aqui. Vai. Água tá limpo, né? Tá limpo. Bora beber, ver como. Né? Bebe. Vem.
vâng về vâng về áo quà ta lim buồn nào ta đôi xuyên nào ta lim buồn ai cha outro tudo senhora vamos pegar água vem como mama mama landianga landianga cha ai cha outro outro tudo tudo vem aqui tudo 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 đấy thôi cứ để mọi người lại được ấy đấy chỗ ya mani về là otro vào một cái otro otro bao nhiêu là otro đấy bây giờ nói chung là cái giếng đã thành công rồi mọi người đấy một cùng lần nữa cũng là cảm ơn rất là nhiều đấy bây giờ cũng để mình là đọc tên là những mảnh thương quân là gửi một cái giếng đến cho người dân bản đấy mọi người là bác Melissa Nguyên và bác Huệ Tiêu và anh Michael Nguyên và vợ chồng anh chị Mùi Nghĩa và Cari ấy thì mình sẽ viết tên rõ ràng hơn là lên màn hình cho tất cả mọi người biết đấy thì một lần nữa cảm ơn là các bác các anh các chị rất là nhiều đây đã gửi một giếng nước sạch đến cho người dân nghèo ở miền núi Châu Phi ấy thì bên này ấy cũng không thể thiếu là một cái bữa tiệc các em nhỏ đưa người dân ở đấy đây là có một ít bánh kẹo đấy mọi người ấy bim bim và bánh kẹo mình cũng mua một ít ở đấy thôi đấy. Anh Thánh ơi, để cho mọi người lên được ấy, lại mình lấy bim bim là bánh kẹo phát cho cả em nhỏ ấy. Ya, tudo criança vem aqui, ya. Vamos receber bolacha. Ya. Fica fila, ya. Ya, fica fila mesmo, fica bem. Mais velho. Vai meter bem criança na fila. Não. Fica aqui, ya. Tudo tem, na mão também tem, já? Ah, já tá limpo, né? Continua. Mete dois fila. Aqui também tem tudo, já? Ya, se pesa aí. Agora já tá limpo. Já limpo, né? Ya, essa se pesa também. Ya, vai manivela ya? Ya, assim, devagar. Đấy. Đấy, phải bay cho mọi người bơm làm từ 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 không làm mạnh là giếng sẽ hỏng đấy. Đấy, ya. Agora outro, outro. Vem aqui, mana. Vai pegar manivela. Ya. Pega. Assim, devagar. Dois mãos assim. Ya, isso. Ya, continua. Đấy, bây giờ đi ha. Sáng bên đây phát bánh cho các cháu xem xếp hàng này đâu rồi. À, đấy, anh Khánh đã phát đấy ra. Ya. Đấy. Mỗi cháu sẽ là có mỗi một gói bánh và một gói bim bim. Ai ra tên ship sao? Tagi. Đấy. Tagi. Aqui. Oh, Manu. Vem ajudar aqui. Ah. Vem entregar chips. Você vai pegar bolacha, tá vendo? Cada pessoa uma. Tudo tem. Fala quem já recebeu, fica mesmo na fila. Ninguém sai lá. Já. Đấy, các cháu bé bao người thấy mẹ nó có hết ra. Ai criança também depois vai chegar lá, ya. Tudo tem, ya. Đấy. Cháu nào cũng có kèo hết.
Đấy, đấy là số gạo bánh này cũng là của cả cô, cả bác đây, anh chị đây cũng là một mình là cái ngày khánh thành cái giếng đấy. Khánh thành cái giếng này cũng là để phát cho các em là 1 tỷ bánh kẹo để cho cái niềm vui, coi như là kiểu khánh thành một cái gì đấy mới cho bản làng và cũng như là để tiếp nối lâu dài luôn, được bên vững hơn đấy mọi người. Tắt đi. Đấy. Dạ, ở gì? Đấy, cả mẹ, cả con đấy. Nấu tên? Nấu đây xe bê la? Đấy, dạ. Mai dùng bù la xe. Ở gì, mày? Con bánh quý mày thánh ơi. Mày. Ở gì, bù la xe. Dạ, đấy. Lên bánh kèo rồi là... nước sạch đã về, dạ. À, ra đây, ta gì? Đấy, ta gì? À, Kriyansan đấy. Spera, Bula sao? Anh thấy nhé, bánh đấy cho hai mẹ con đây nhé. Đấy, ta gì? À, vô. Otro. À, agora aqui, você, né? À. Tudo ra tem, né? Sim. Tá onde? Sim. Não ouvi bem, já tem, né? Sim. Yeah. Vai passear, já? Ah, pai. Aí, lá. Bác trưởng thôi. Ah, não tem? Yeah. Ah, bên quý đâu, anh thấy cho bác phó thôn đi. Vậy mấy anh thư ký trong xóm đi. Đấy. Ta gì? À, mãi về liều. Dạ. Đấy, thôi đang con đấy, để tí nữa có ai đến nữa sẽ để phát tiếp. Đấy, để xe tí nữa con ai đến sẽ phát tiếp mọi người. Dạ. Yeah. Nhân bánh kéo đi lại được về thôi, vai con mới xây. Mang đi về là. À, quài nhá. Dạ, vai xin con mẹ mày. Dạ.